Hi, xin chào bạn và chồng các bạn đang quay trở lại kênh YouTube chính thức của Techroom. Và như các bạn thấy thì mình đang chơi PUBG Mobile. Không, nếu các bạn đang xem qua tiêu đề thì biết chắc chắn mình đang không chơi PUBG rồi. Sáng nay có một tin cực kỳ quan trọng liên quan tới tựa game mà có số lượng người chơi đông đảo nhất ở Việt Nam thời điểm hiện tại là PUBG Mobile. Nó đã nổ ra một luồng tranh cãi lớn với anh em. Đó chính là PUBG tại Trung Quốc đã chính thức bị xóa bởi chính phủ nước này bởi vì những vấn đề liên quan tới chính quyền này nọ. Đó là Trung Quốc và Hàn Quốc dạo này đang không thân thiết gì nhau. Mà PUBG là một tựa game đến từ Hàn Quốc nên là chính phủ Trung Quốc không muốn tựa game này được phát hành ở Trung Quốc nữa. Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai là game này thì quá máu me bạo lực nên là chính phủ Trung Quốc không muốn tựa game PUBG này tồn tại. Do vậy nên Tencent đã bắt buộc phải gỡ cả hai tựa game PUBG Mobile của mình, bao gồm PUBG Mobile Lightspeed và PUBG Mobile Tencent, khỏi tất cả các cửa hàng ở Trung Quốc và thay thế bằng tựa game mình đang chơi ở đây. Dù tất cả những thứ các bạn đang thấy giống PUBG, ngay cả từ bản đồ, rồi cách chơi, rồi vòng bo, rồi red zone, rồi trang phục, rồi cách bài trí này nọ, từng ngôi nhà, từng cọng cỏ đều giống với PUBG. Nhưng nó không phải là PUBG, nó tên hoàn toàn khác. Và lần này thì Tencent đã không còn liên quan gì tới PUBG Corp trong tựa game này cả. Có nghĩa là game này không liên quan tới Hàn Quốc, đây là game 100% Trung Quốc. Và Tencent đã đều cố làm cho tựa game này nó khác với tựa game gốc nhất có thể, trừ những cái cốt lõi phải có. Thì tựa game này chúng ta sẽ có này, đạn 5, đạn 7, súng này nọ thì nó sẽ làm khác đi. Nhưng mà các bạn thấy mình đang đeo một cái mũ ba. Cái mũ ba này chắc chắn các bạn sẽ chưa thấy với cái phiên bản PUBG quốc tế bao giờ. Mũ ba rằng đi này nọ. Rồi các bạn còn thấy đeo một cái ba lô 2. Cái ba lô 2 này cũng khác chứ không giống cái ba lô 2 các bạn từng thấy. Tencent đã cố tình làm cho nó khác đi một chút để nó còn không còn giống phiên bản kia nữa. Và đây mình tạm thời mình gọi là PUBG Mobile 2.0 đi. Cái phiên bản này là phiên bản thay thế chính thức cho PUBG tại thị trường Trung Quốc sắp tới. Ngoài việc nó không liên quan tới Hàn Quốc nữa thì tựa game này nó còn có một số thay đổi giúp cho cái quá trình trải nghiệm của người chơi nó không còn bạo lực máu me nhiều như chính phủ Trung Quốc không mong muốn nữa. Thì lần này tựa game nó sẽ ít máu me hơn. Theo kiểu như là mình bắn người thì nó sẽ không té máu đỏ nữa và nó chỉ có hiệu ứng hình ảnh thôi. Thứ hai sau khi giết người thì sẽ người đó sẽ biến thành cái hộp gỗ. Và với phiên bản thông thường thì sau khi mình giết người thì người đó sẽ biến thành hộp gỗ, nhưng mà lần này không chỉ là biến thành hộp gỗ không mà người đó còn đứng lên vẫy tay chào rồi dâng hộp gỗ đưa mình. Theo kiểu nó giống như là một cái trò chơi chứ nó không phải là một cái đấu trường sinh tử thật sự. Và cái game này cũng hướng tới việc là chúng ta vào một top 5 chứ không phải là top 1 người chiến thắng duy nhất. Đó là những thay đổi mà mình đã trải nghiệm nhanh cái trò chơi này mình đưa ra. Vì là phiên bản Trung Quốc hoàn toàn 100% tiếng Trung Quốc nên là đó những trải nghiệm của mình. Nếu có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm. Như các bạn thấy thì khi các mình nằm ngoài bo thì cái bo lần này không phải màu xanh nữa mà cái bo màu đỏ. Và sẽ có một cái vòng xoay như thế này cùng một thanh bên dưới. Mình không hiểu là cái nguyên tắc cái này nó sẽ trừ máu của mình kiểu gì. Nhưng nói chung thì đó là một thay đổi nữa khác của PUBG phiên bản 2.0 này so với PUBG truyền thống. Ngoài ra thì các bản đồ, lối chơi, trang bị, độ dập của súng, phụ kiện này nọ thì nó đều giống toàn bộ với phiên bản PUBG kia. Chỉ là hiệu ứng hình ảnh của từng cái thì nó khác nhau thôi. Từng ngôi nhà, cọng cỏ ở trong phiên bản này thì đều được sắp xếp y xì xì với phiên bản kia. Nên là dù mình chỉ chơi cái game này khoảng 2 tiếng đồng hồ buổi sáng này thôi, nhưng mà mình vào mình chơi được luôn, mình không cần phải tốn thời gian làm quen gì cả. Phím bấm này nọ, thiết lập đồ họa dù là tiếng Trung hết, nhưng mình đều có thể dễ dàng điều khiển với tựa game này. Không cần phải tốn thời gian làm quen bởi vì nó chả khác mẹ gì tựa game kia mà. Chia sẻ một chút về đồ họa của tựa game này thì cái game này nó sẽ được phát triển bởi studio là Lightspeed nên nó cũng tương đối giống phiên bản được chơi ở phiên bản quốc tế, nhưng mà cái đồ họa thì sẽ được nâng cấp rất là nhiều giúp cho cái chi tiết đồ họa và chi tiết nhân vật hiệu ứng trong game nó đẹp mắt hơn. Như các bạn thấy thì vòng bo này nọ đều được nâng cấp lên chứ nó không có giống như phiên bản cũ nữa. Mình tải cái gói cài của game này là gần 2GB, sau đó mình còn cài thêm 100MB bản cập nhật nữa thì tính ra thì nó nặng cũng khá là tương đương với phiên bản quốc tế. Và với tình hình hiện tại khi mà PUBG phiên bản Trung Quốc đã chính thức bị gỡ thì mình nghĩ khả năng cao đây sẽ là bản PUBG thay thế ở thị trường Việt Nam luôn, bởi vì Tencent cũng là cái nhà phát hành mà đứng sau lưng phiên bản PUBG ở Việt Nam. Mà phiên bản PUBG Trung Quốc không cập nhật nữa thì không biết là lấy gì để cập nhật phiên bản Việt Nam, nên mình nghĩ đây sẽ là phiên bản mà chúng ta chơi ở Việt Nam trong thời gian sắp tới. Sau một khoảng thời gian ngắn trải nghiệm tựa game này thì mình có đánh giá là đây là phiên bản thay đổi không có quá nhiều của Tencent cho cái tựa game PUBG Mobile. Mình nghĩ đó là một cái phiên bản chống chế để giúp PUBG có thể tiếp tục phát hành tại thị trường Trung Quốc. Và những thay đổi là có nhưng nó không hề nhiều một chút nào. Trong đó thì mình cảm nhận được phần quan trọng nhất là với chế độ chơi solo thì chúng ta không cần phải đánh đấu giết nhau để mà vào top 1 để giành vị trí top 1 nữa. Và rất khó để giành top 1 của tựa game này, thì 100 người thì có 1 người được top 1 thôi.
Lần này thì tựa game này chỉ cần chúng ta vào được top 5 thì đã vào top người chiến thắng rồi, rất là nhanh chóng và dễ dàng. Nên là mình nghĩ đó là cái thay đổi mà quan trọng nhất của phiên bản PUBG này so với phiên bản quốc tế chúng ta vẫn được hay chơi. Còn hiện tại thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm tựa game này, khi phát hiện ra có điểm gì hay ho thú vị hơn thì mình sẽ làm video trong tương lai. Các bạn nhớ bấm subscribe để không bỏ lỡ những video mới mình làm về PUBG Mobile 2.0 trên kênh YouTube Techroom nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn muốn chơi tựa game này thì mình sẽ nhanh chóng làm cái video hướng dẫn tải, cài đặt và đăng ký tài khoản của cái tựa game này cho các bạn. Một lần nữa thì các bạn cũng đừng quên bấm nút subscribe để mà xem nhiều video hơn trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.